Mình nghĩ điều này đã ngoài kịch bản rồi. Làm thế nào bạn chọn một chiếc điện thoại mà không cần xem đánh giá? Đó là lý do tại sao những người này khá phổ biến. Và đôi khi họ rất tàn nhẫn với chiếc điện thoại. Họ không nói dối. Nếu điện thoại tệ, nó sẽ vào thùng rác. Hoặc họ có thể nói dối. Và đây là cách. Một ít tiền, mình sẽ nói những điều tốt về nó. Các cậu, chiếc điện thoại này rất tuyệt. Bạn phải có đấy. Bạn sẽ không hối hận đâu. Hãy gặp các blogger ăn uống. Cô ấy biết mọi thứ về đồ ăn. Đó là công việc. Nếm và đánh giá nó. Có người hỏi ý kiến của cô ấy về chiếc bánh pizza mới. Mình sẽ phải thử nó. Sushi sao? Mình yêu chúng. Một công việc tuyệt vời. Và một miếng chắc chắn là không đủ. Bạn không thể chỉ nếm đồ ăn. Bạn của bạn đang đợi ý kiến tuyệt vời của bạn. Không ai hỏi bạn ý kiến về những món này đâu. Đùa thôi mà. Bạn phải nghĩ cho mình một lần chứ. Nhưng không phải nó luôn tốt. Có một nhược điểm. Và bây giờ bạn đang gặp nó đấy. Và đây là blogger về chất nhờn. Thật kỳ lạ, nhưng cô ấy muốn làm điều này. Làm chất nhờn lấp lánh sao? Dễ thôi. Bạn đã có mọi thứ bạn cần ngay lúc này. Những hạt lấp lánh đủ màu. Và bạn có thể thêm các con chữ dễ thương vào. Trộn nó. Nhưng có vẻ cô ấy không thích điều đang làm. Nó rất dính và ghê. Người theo dõi cô ấy yêu cầu nhiều chất nhờn hơn. Và để có like, cô ấy phải chịu đựng nó. Ướt, mình bị dính rồi. Các blogger mạo hiểm rất dũng cảm. Đi lang thang những nơi vắng vẻ để phiêu lưu. Rất thú vị. Có một lý do họ có rất nhiều người theo dõi. Rõ ràng có một số tiếng động lạ tại công trường. Các blogger muốn tìm hiểu điều này. Đúng vậy, đi bộ qua một tòa nhà bỏ hoang không phải lúc nào cũng thú vị như vậy. Báo động! Không có ma ở đây. Đây là một sự thất vọng hoàn toàn. Nhưng trên mạng, bạn có thể nói gặp zombie. Không ai muốn kiểm tra điều này đâu. Những blogger làm đẹp là rất đặc biệt. Xinh đẹp, gọn gàng, luôn mỉm cười. Dụng cụ trang điểm của họ rất ấn tượng. Họ biết dùng cái gì lên mặt của họ, cũng như tại sao, khi nào và như thế nào. Họ được hàng triệu người tin tưởng. Làm cách nào để bạn chọn phấn nền mà không cần một blogger giúp đỡ chứ? Và bạn không thể kẻ mắt khi không có lời khuyên. Và các cô gái sẽ tìm hiểu về màu son ưa thích như thế nào. Bạn cần blogger làm đẹp và quảng cáo của họ. Các cô gái phía bên kia màn hình mơ ước trông giống thần tượng của họ. Ngoại trừ một số lý do, các chàng trai thường không được vui. Tại sao anh ấy thấy phiền? Đây là một hướng dẫn tốt mà. Được thôi, em cũng có thể xem trên điện thoại của em đấy. Vlog với những thử thách khác người thường rất nổi tiếng. Vì lợi ích của một trò chơi, mọi người sẵn sàng làm mọi thứ. Mình không nghĩ ớt là ý tưởng tốt đâu. Miệng mình nóng quá đi mất. Và bây giờ một thử thách mới đây. Ai có thể đến phòng tắm nhanh hơn? Có lẽ bạn nên lấy gì đó làm nguội miệng của bạn. Nhưng không, bạn không thể. Cư dân mạng không muốn hiểu. Các blogger thể hình rất chăm chỉ. Họ tập thể thao mọi lúc và bất cứ đâu. Và họ nói với mọi người về các bài tập tuyệt vời của họ. Và tất cả các người xem đều rất ghen tị. Chống đẩy bằng một tay không đùa được đâu. Bạn đã thấy bao giờ chưa? Cô ấy như một người chuyên nghiệp. Và có vẻ không thực tế. Cô ấy truyền cảm hứng cho mọi người tập thể dục.
Tiếp tục nào. Mình đã tự làm cả đấy. Úi, mánh khóe đây rồi. Chọn góc quay phù hợp và nhờ bạn bè giúp đỡ nha. Đó là toàn bộ bí mật vlog thể thao của cô ấy. Một blogger giàu có cả một đội ngũ chuyên nghiệp. Ánh sáng, máy quay và quay. Và bây giờ anh ấy sẽ nói về bí mật của sự thành công. Bí mật thành công của anh ấy. Hoặc anh ấy sẽ dạy bạn cách tiêu số tiền bạn có. Anh ấy hiểu hết tất cả về tài chính. Và cũng rất hào phóng. Thật tuyệt. Nhưng có vẻ anh ấy quên là mẹ không làm việc cho anh ấy. Cô ấy đã làm mọi thứ rất tốt. Và anh ấy chỉ quan tâm đến tiền. Bạn sẽ bị phạt vì thái độ như vậy. Đó không phải là những gì mẹ anh ấy dạy. Blogger về xe luôn khoe khoang những chiếc xe mới. Và lời khuyên của họ là vô giá. Họ luôn nói về cách chọn các loại xe. Mình nghĩ có hiểu lầm ở đây. Được rồi, chúng mình sẽ bỏ đoạn ấy. Chỉ cần không mất hình ảnh của bạn. Người theo dõi mình luôn tin rằng mình có cả một bộ sưu tầm xe trong tầng hầm. Blogger nấu ăn rất tài năng. Tủ lạnh của họ luôn đầy nguyên liệu nấu ăn. Và họ rất thông minh. Họ không chỉ nấu ăn ngon mà còn trang trí đẹp nữa. Biến hình. Nhưng dường như không có cái gọi là ma thuật nhà bếp. Đều có sự giúp đỡ cả đấy. Được rồi, đi đi nào. Mọi người nghĩ sao? Trông nó ngon nhỉ? Nhấn like, đăng ký kênh nha. Yada yada. Game thủ luôn chơi game cả ngày lẫn đêm. Đó là tất cả những gì họ làm. Họ phải vượt qua trò chơi nhanh chóng để thể hiện sự thành công của họ cho mọi người. Và họ cần nói rất nhiều. Một blogger trò chơi là người rất nóng tính đấy. Đồ điều khiển của họ luôn bị vỡ mỗi ngày. Đó là rủi ro nghề nghiệp. Và cách cuối cùng, họ có thể dùng bàn phím. Trò chơi cần tiếp tục. Một blogger không thể bắt đầu kiếm tiền được cho đến khi cô ấy có những hợp đồng quảng cáo. Không có gì bạn có thể làm. Đó là cách thị trường hoạt động. Chỉ cần đừng mang đi. Dù sao thì tất cả các video của bạn sẽ thành kênh quảng cáo. Và cô ấy không quan tâm lắm. Quá nhiều hộp rồi. Mình không nghĩ cô ấy dùng hết đâu. Cô ấy chỉ quan tâm khoản tiền cho các quảng cáo thôi. Và các blogger khoa học, những người rất nhiệt tình. Họ giỏi về hóa học và họ chia sẻ những kiến thức với người theo dõi họ. Giống như bây giờ. Kiểm tra xem chuyện gì xảy ra nếu bỏ Menthol vào chai Coca. Và họ thực sự đã làm thế. Họ mừng như những đứa trẻ khi thí nghiệm đúng với kế hoạch. Ngoại trừ những đứa trẻ quên làm bài tập. Và họ lại làm bẩn căn phòng. Bây giờ bà sẽ dạy họ phản ứng hóa học thật sự. Như là sử dụng chất tẩy sang chẳng hạn. Video về các trò đùa thường rất vui nhộn. Họ có thể bày trò với mọi người. Và anh ấy trông giống người tốt nhỉ? Anh ấy giúp các cặp đôi tiến triển nhanh hơn. Nhưng người phụ nữ này vui vì trò đùa này. Và anh ấy có thể sẽ gặp rắc rối đấy. Đó là một công việc nguy hiểm. Mình tự hỏi cô gái này có thích trò đùa không? Ít nhất là anh ấy rất vui. Nhưng cô ấy thì lại không vui. Chỉ cần đừng chạm vào rắc rối lớn. Chuyện thường xảy ra với anh ấy mà. Wow, nhìn kìa. Và anh ấy đã bị bắt. May mắn đấy. Video này chắc sẽ có nhiều lượt xem lắm đây. Bạn có thích video về các blogger này không? Bạn có thích trở thành một blogger không? Và bạn thích làm video về những gì? Kể cho chúng mình nghe nha! Hãy cho video này một like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông. Và đừng bỏ lỡ những video vui nhộn mới đến từ kênh Trum Trum Select.